Hello, xin chào các bạn, nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn cất dự án Eros trên kênh của mình thì mọi người cho mình nút like, nút đăng ký kênh đồng hồ mình nhé Cũng như các bạn có thể join vào nhóm Telegram để không bỏ lỡ những dự án Eros mới nhất mình chia sẻ trên kênh Telegram. Thế còn trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án e Eros à, nhận được token uh, Token, uh, này mình xem nào. Token uh, road người nhé Kèo này là kèo uh, đang uh, trend World Cup 2022 mọi người nhé À, để tham gia được cái kèo iRod này thì mọi người sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu glm mo này cho mình vào đây các bạn hoàn thành các nhiệm vụ như là à, do vào kênh telegram hay follow twitter à, sau đấy gửi địa chỉ ví mạng PEP 20 của mọi người về tham gia nhé kèo này dành cho tất cả mọi người tham gia rồi, ok chúng ta sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đầu tiên này ở đâu nó, nó bảo là cái nhiệm vụ đầu tiên mọi người sẽ bị đóng đăng nhập này sau đấy mọi người vào visit kênh website này bấm vào đây click này rồi sau khi visit xong thì các bạn quay trở lại luôn đấy tích vào con tin là xong rồi tên này, ô oh, mình chưa biết à. đâu, để mình ví xong đó. rồi, đấy, ví này, ok, kích con tin, vẫn không được sao, ok, sau khi mọi người bấm cái xong thì mọi người sẽ bấm vào à, con tin nhá đấy, tiếp tục là các bạn vào và hai kênh telegram cho mình, bây giờ chúng ta sẽ vào kênh telegram này, các bạn sẽ chuyển tài khoản telegram của mọi người, ở đây mình sẽ chuyển sang tài khoản telegram kháng này bấm vào đây rồi, nếu như kênh Telegram của các bạn đã đầy rồi thì các bạn cần phải thoát bốc cho nhóm kênh Telegram khác nhé. Rồi do vào kênh Telegram. Nếu các bạn đã do vào kênh Telegram trước đây rồi thì nó sẽ hiện tích V luôn. Còn nếu trước các bạn chưa join thì nó sẽ bắt mọi người join nhá Đây, giả sử như kênh này mình chưa join đúng không ạ? Thì mình join vào nó sẽ bắt mọi người join sau đấy bấm vào con tin. tham gia kênh này. Đấy, rồi xong quay trở lại tích vào con tin. Tiếp theo các bạn follow kênh Twitter này cho mình. Đấy, đấy các bạn bấm follow kênh Twitter. và bấm theo dõi. Ok. Rồi. Sau khi theo dõi xong các bạn bấm like và retweet lại bài đăng luôn. Đấy. Tiếp tục quay trở lại AdWords đây. Các bạn tích vào con tin. Tiếp theo là retweet lại bài đăng. Ok. Đây có cái bài đăng này mọi người retweet lại cho mình nhé. Bấm like này. Retweet này. Ok, tiếp tục quay trở lại Eros. Tích vào continue. Rồi. Nhiệm vụ cuối cùng là các bạn sẽ gửi địa chỉ ví. Ở đây các bạn sẽ copy địa chỉ ví mạng lưới Binance Smart Chain của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé Ok, vào đây các bạn sao chép lại địa chỉ ví MetaMask hoặc ví Trust Wallet của mọi người, bấm copy cho mình. Sau khi copy xong các bạn quay trở lại Eros đây. Các bạn sẽ dán địa chỉ ví vào đây, nhấp vào cái mục địa chỉ ví nhá, dán vào đây. Đấy dán xong các bạn bấm tích vào con tin luôn như vậy xong và cuối cùng dưới này thì như thường lệ mọi người sẽ có một cái link để mọi người đi chia sẻ bạn bè với người thân thôi à, kèo này thì sẽ kết thúc vào trong 10 ngày nữa nên anh em nào chưa tham gia dự án này thì mọi người tham gia ngay cho mình nhé ok cảm ơn tất cả mọi người đã xem video hẹn mọi người những video bây giờ tiếp theo xin chào và hẹn gặp mọi người